Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kia tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hơi, thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp khi nghe sắc xe tim tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy Úc mà xưa xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng bình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Mình đi tham quan đất mũi quên hòn đá bạc nha Cà Mau. Rồi 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 đây có đây cầu trước. Có ai nữa không? Còn bà xã anh chưa lên. Đó có quay phim mà. Bà để không có anh đang đi không? Dạ thôi đâu biết đâu, để hỏi đây. Hàng bà đi. Gió xuân bay về Cà Mau, qua đầm dơi nước sông lững lờ bóng tràm, thoáng đưa mùi sắc xe tìm tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy Úc mà xưa xoan đẹp hơn. Đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thêm áo mới về Cà Mau. Mưa gió vậy mà cũng đi thăm.
tham quan đi du lịch được hả? Là thấy thương em. Trời mưa gió mà cũng có người chụp hình nghe, đẹp quá nghe. Rau 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 vô cứ đứng cầm dù đi, cầm dù đi. Cứ che dù đi. À, chụp dễ mới ngầu. Ôi. Đi dạo bãi biển Hòn Đá Bạc đây nghe, mà biển động quá nghe. Trời ơi, biển động vậy mà cũng ráng mà đi. Biển động không sao mà trời mưa đấy. Mà dẫn cái người quay phim chụp hình. Hả? Thì đó mới nhiệt tình. Ê, đi vô, khách đây. Đây. Vậy là có 4 người hả? Thêm được 2 người này nữa nè. Rồi, biển động vậy mà cũng đi được hay hả? Đó, biển sóng dữ dằn chứ. Đây, chỗ này mình ghé đây chút chụp cái hình con rồng này cái. Rồi, hết bớt mưa, hết mưa rồi, xuống chụp hình được. Trời Cà Mau mưa tầm tã. Đó, Cà Mau nước ngập nữa nè, đó. Mưa là ngập thôi, thành phố nào cũng vậy. Xanh tươi đứt rừng bạc ngàn, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mũi xa xôi. Đây. Trời xanh năm cao. Đây là xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Biển bao lá sông tung cánh chim hài âu. Chuẩn bị chúng ta đi thăm Đất Mũi nghe. Mời quý khách lên xe. Ở xa anh mong tới được vui mừng, gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau. Ơi Đất Mũi Cà và đẹp nhau, hôm nay để tự hào đi lên lòng dạt dào dựng xây cuộc sống mới. Ơi Đất Mũi Cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lớn biển thêm rừng đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân. Đó, cảnh hoa đây cũng đẹp gì đến biển Cà Mau. Hoa gì á? Hoa thật mà làm bằng nhựa thật. Trời thêm
có Cao Bằng là cái cột mốc đầu tiên hết đó, có cái cột mốc ai muốn đi thì đi. Trà Cổ là bãi biển, Trà Cổ là ráp danh với Trung Quốc, tức là ở Quảng Ninh. Một hạt phù sa lớn biển thiên rừng đều giúp người đi. Đây là đền thờ của Lạc Long Quân Phật Tẹo Cơ đây nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời khách lên xe tiếp tục cuộc hành trình nha, còn nhiều điểm nữa nha. Dạ, trong khu của mình còn 6 điểm tham quan, mình đã thăm điểm thứ nhất, bây giờ mình sẽ di chuyển đến điểm tham quan thứ hai ạ. À. Tiếp tục mình thờ cái đền thờ Lạc Long Quân, bây giờ mình tiếp tục đi theo con đường này để đến một cái điểm tiếp. Dạ, biểu tượng con tàu và cột mốc tọa độ quốc gia là hai điểm đặc biệt và thi nghiêng nhất cho hành trình tham quan đất mũi. Lòng yêu đất nước. Dạ, phía trước đó chính là biểu tượng con tàu ạ. Rồi, đây là mình chụp hình ở cái chiếc tàu ở đất mũi nghe. Bây giờ mấy ai nó nhận nha. Dạ. Con ai dạ, điện thoại của cô. Cô mới nào? Dạ, còn một chiếc thoại nữa nè cô chú ơi. Cái này của ai? Nghe mưa chạm chết. Cái thằng đó nó lũi vô đây 20 ngàn hay em xong rồi nó bỏ mất tiêu. Cái bộ trộn rồi. Cái này của ai? Phải đâu mưa? Của chị cần chị đâu. Rồi mình tiếp tục cuộc hành trình nha. Khám phá và thăm quê hương đất mũi Cà Mau đây nha. Mình chuyến này mình không có đi xuyên rừng được, bởi vì mình đi xe chứ đi xuyên rừng trời mưa là nó ướt hết. Dạ, tới hai điểm đó thì mình sẽ chụp hình tranh thủ nhanh lại chứ không thôi con sợ trời mưa là mình sẽ không có kịp á. Dạ, phía trước đó chính là công trình cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau ạ. Đoàn của chúng ta chuẩn bị đi ra. Chuẩn bị về. Tham quan xong rồi. Rồi. Thấy địa chỉ bắt mình thấy ghê chưa? Dữ dằn. Dữ dằn chưa? Thank you.
chiếm nhiều thì chiếm nhiều. Đi cái đường đường sáng đừng đi cái đường đen nghe, cái đường đen dễ trượt lắm á. Ở đây nuôi cái gì vậy chị ơi? Chim mà nuôi cô. Ơ đó nuôi chim. Hồi nãy em cũng đi chợ bên chợ cái kia. Không sao, bước bước qua bên này đứng qua ngoài. Đó là đi giữa đi vậy đi đó đông. Không có, ở trong này nhiều ớt lắm nghe, đừng có bắt ớt nghe. Mới bắt được có một con ớt à. Đi vô sân chim để xem chim nha. Dịu dàng như tiếng đất.
trôi. Người về đem tới xuân đời, từ đất nước cần, từ buồn lầy cả cuộc đời vùng lên. Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn qua niềm trong một người tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Phù Hồ Chí Minh để quốc tàn tành hết trước sức dân chào con vinh quang nhân dân Việt Nam. Vào trong ngục tù tay công nhân của thế giới mới lên. Phù Hồ Chí Minh để quốc tàn tành hết trước sức dân chào con vinh quang nhân dân. Đẹp thêm xinh khi em cầm tay lái một mình trên sông nước. Tóc em nhuộm nắng thu vàng phảng phất thương tràn trên ghe chiếu Cà Mau. Đi con đi. Dạ.